Hello, xin chào các bạn ạ. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Chu Đình TV lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt cua không nuôi đến hồ sinh nha. Okay, let's go. Cua không nuôi biển hồi sinh nha mọi người. Đây mình thấy cái map này cũng dễ thôi các bạn. Rồi cái video trước thì chúng ta chỉ đi lưu biển hồ sinh ở trên này thôi nha mọi người. Ok, map này thì là map dành cho người tập bắt cua. Để đi thôi. Cái này thì mình thấy cũng dễ thôi. Do mình nhảy hơi xa thôi. Ở xa rồi. Bị lỗi rồi. Thấy chưa? Cũng dễ thôi. Tập bắt cua mà sao lại pro thế này? Pro thì không cần tập cua mà. Và vô lý, hết sức vô lý thôi. Đây, skill này quá ơi. Ok, skill quá thôi. Mày có bạn ơi. Ok, rớt thẳng xuống đây luôn. Mà sao tự nhiên hồi sinh lại cho nó mới nói chứ. Cái này phải cẩn thận chứ rất là đi lại từ đầu. Ui, mình lỡ lưu điểm hồi sinh rồi quá à. À mà thôi kệ đi. Phải lỡ lần này. Chơi không có điểm hồi sinh thì không vui các bạn. Để chút nữa là lưu điểm hồi sinh rồi. Lâu lâu mình cũng quen. Ok, thì mình ghét cái quay quay này nữa các bạn. Mình ghét thì ra mới quay. Để không lưu điểm hồi sinh nha. Cái máy quay này đấy các bạn. Ok, từ từ bình tĩnh các bạn. Ui, chạm cái gì vậy? Ok.
chơi thấy dễ lắm mà các bạn. Ok, sao ngày nay mình lại cười, hôm nay mình lại cười thế. Sao hôm nay mình cười vậy? Đây, sao hôm nay mình cười quá vậy? Hay quá. Mình lỡ nữa rồi các bạn. Ok, tiếp theo là đi tàu lửa các bạn. Đi thôi. Tôi chắc nhức đầu luôn. Ngoài đời mà đi thế này thì ngoài đời mà đi như thế này, cái này thì bạn cảm biết mạnh đấy. Cái chặng đầu này nó cũng mình cũng không thích lắm. Sao hôm nay mình quên sao vậy các bạn? Play qua. Đây gọi là cái skill mà muốn chữa đấy các bạn. Này bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Phải cẩn thận nha mọi người.
là gần hoàn thành mất rồi. Ok. Ok, thì và đây là lần đầu mà mình hoàn thành mát tắc cua đó các bạn. Sau thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này, thì nếu thật là thì hãy để lại một like, một share, subscribe nha. Tạm biệt.